Flo là vị tướng đã gieo mộng cho biết bao game thủ khi phải đối đầu với khả năng là lướt áo rượu và sát thương khổng lồ. Nhưng đôi khi là những Flo ở team mình chưa có người yêu đã vội múa và phi liên tục gánh luôn cả team địch. Chào mừng anh em trở lại với series khắc chiến tướng với ba tiêu chí đơn giản, dễ hiểu, dễ áp dụng và dễ mọi bờ ranh. Mạnh là vậy nhưng với nó cách khắc chế Flo, Bianca chỉ là con lính cầm kiếm. Nói nhỏ cho anh em nhé, Flo mà không biết múa hoặc là thuộc chơi ấy thì bạn không cần khắc chế đâu. Flo nó đã tự khắc chế chính nó rồi. Vậy nếu đi đơn gặp một Flo biết múa phải làm sao ngoài việc cấm? Cùng tìm hiểu với TNG ngay nhá. Siêu sale tháng 6 anh em ơi, siêu sale từ 12 tháng 6 duy nhất chỉ có tại tngshop.vn. Mua skin hot giá rẻ, nhận quà free hàng ngày duy nhất chỉ có tại siêu sale tngshop.vn từ ngày 12 tháng 6. Thứ nhất, tướng khắc chế. Flo là đấu sĩ mang lối chơi tấn công. Để khắc chế Flo ấy, việc lựa chọn tướng khắc chế là điều cực kỳ quan trọng. Nó quyết định xem các bạn có thắng đường được hay không. Dạng 1, hiệu ứng khống chế. Flo sẽ cực kỳ vất vả nếu gặp đội hình kẻ địch có khống chế cứng, siêu áp chế dạng kiểu Adum, Aether, Badum. Đây là cách đơn giản và thường dùng để có thể khắc chế Flo nhất. Còn các vị tướng dạng kiểu Rossi, Omen thì chúng ta phải dùng chiêu cuối trước khi Flo kịp khắc chiêu cuối. Bởi theo tính chất ấy, những Rossi, Omen là đối tượng bị Flo counter mạnh nhất. Nhưng bọn này rất chỉ có tác dụng ở trên là gây hiệu ứng khống chế, chứ không thể nào đơn độc hạ Flo được, nên vẫn cần đồng đội nhồi đam thêm. Nếu không có đồng đội bù đam thêm, xích xong, các bạn biết ai lên bảng điểm số rồi đó. Chiêu cuối của Flo khá dởm cái điểm mà các bạn có thể khai thác. Dù bá đạo giúp Flo miễn khống chế, nhưng nếu các bạn ra chiêu đúng lúc, đúng thời điểm như là choáng của Vera, Van Hên đẩy lùi hất tung của Illumia hoặc Lubua trong quá trình Flo đang trên đà khắc chiêu cuối, thì chiêu cuối của Flo sẽ bị phá ngay. Trai anh em chơi Flo ấy, lâu lâu dính vụ chỉ là tung chiêu cuối đúng cái thời điểm ăn khống chế, thế là mất tông chiêu cuối toang luôn. Đi đắc là một con bài khá hay khi vị tướng này vừa có những hiệu khống chế từ xa, lại có một chiêu cuối đáng gờm, có thể chặn lại những tình huống phun hoa của Flo. Không biết các bạn đã thử lần nào chưa? Nhìn chung ấy, những vị tướng có khống chế cứng mà em đã kể trên sẽ khóa cứng Flo khi hắn ta có ý định lao vào. Mọi tướng khống chế đều thì áp dụng được. Và các bạn phải biết chắc rằng khi các bạn muốn khống chế Flo là Flo còn chiêu cuối hay không, hoặc là nó dùng chiêu cuối rồi và chưa hồi. Nếu mà chưa hồi khống chế và nệ thôi. Nhưng đa số bọn này phải các đồng đội dồn đam thêm nhá. Chứ các bạn mà khống chế xong không có đam dứt điểm là xác định lên thất ngay. Dạng 2, tướng nhiều sát thương. Flo chỉ là một chiếc tướng đấu sĩ lai sát thủ nên khả năng chống chịu của anh ta là không phải là quá cao nếu không kịp có những nhịp hoa và hồi phục. Đặc biệt là với những Flo sử dụng đấu khí hay là lên thanh kiếm và nhiều món đồ gây sát thương, nên những tướng khả năng sốc sát thương nhanh dạng kiểu là kết nắc nè, Quillen, Batman, Tulen ở khu vực rừng. Nếu như nhá, có đồng đội khống chế tốt như bên trên Edward kể, khống chế thì chúng ta chỉ cần bồi đan thôi, quá tuyệt vời. Và ở đường sẽ những Zuka, Ngộ Khỉ, Ryoma và thậm chí là cả một Wonder lên full đam khi đi rừng. Nhưng các bạn hãy cẩn thận, những con Flo nào mà nó chơi cục tính, nó lên full tank, còn cầm cả cái mộc giáp ấy thì thôi, các bạn bỏ qua ngay việc muốn sốc đam nó nhé. Khi đấy ấy, phải là 3 đánh 1 hoặc là 4 thằng úp Flo thì mới có thể làm nên việc được. Dạng 3, tướng có khả năng ao nhây và thả diều Flo. Những tướng cơ động như là Nagrod, Zuka, Aoi, Elandor là những con bài có thể câu nhử các nhịp hoa và cả chiếc cuối Flo sau đó có thể quay lại trả đam. Những Sata, Ziu, Murad là những tướng có thể không bị trở thành mục tiêu và sẽ khiến cho Flo bị mất đi những nhịp hoa của bản thân và không thể đâm hay là hồi phục được. Đặc biệt là Murad nha, sau khi thay đổi cơ chế thì giờ bạn để cầm đi rừng, đi tà thần thì ok, không sợ kèo Flo luôn, rất ảo diệu. Và đặc biệt là Ngộ Không, một con bài sẽ đem đến rất là nhiều khó chịu cho Flo. Bởi Ngộ Khỉ có thể chơi khô máu, cấu rỉa khó chịu với những pha gó chí mạng, nó tàng hình, Flo thì chả đam được. Dạng 4, đấu sĩ sát thủ khô máu với Flo ở đường. Những cái tên như là Airi nè, Quy với khả năng hồi phục lại có sát thương và đủ khống chế để khiến Flo mất đi chiêu cuối hoặc là bị làm choáng, đánh tới yêu máu nên rất là sẵn sàng solo kill với Flo. Tuy nhiên các bạn phải chú ý, Airi chỉ có sức đối đầu Flo ở đoạn cuối trận và đủ đồ thôi. Đầu game mà hổ báo, Flo lại vụt cho như con. Đặc biệt là khi ở đao chuồn ấy thì các vị tướng này hiệu quả khi đối đầu với Flo sẽ tăng lên. Tuy nhiên còn phải xét về mặt kỹ năng của cả Flo cũng như là Quy hay là Airi để có thể out kẻ địch bằng cách là né chiêu hay là không. Còn nếu gặp một Flo múa nó quá là khét, nó còn lên cả đao chiều đấy thì kèo này hơi khoai đấy nhá. Ăn nhau ấy vẫn phải làm sao phá được chiếc cuối Flo hoặc là khi Flo còn chiếc cuối nhé. Dạng 5, tướng cấu rỉa và di chuyển nhanh hơn. Bọn này thường là khi có lượng vàng ngang với Flo hoặc là chỉ nhìn hơn Flo một chút vàng ấy, khá khó thể solo thẳng mặt được. Những con bài đấu sĩ tầm tay dài, hiệu ứng khống chế, tốc độ dọn lính nhanh cũng như tốc độ di chuyển cao để đảm bảo đảo đường như là bọn Richter này, Mark, Truman. Bọn này anh em lưu ý là đi đường với Flo ấy, chủ yếu là dọn lẹ, sau đó đảo ganh thôi, hạn chế solo kill. Vì Mark với Showman ấy thì solo thế nào được, mà ta đánh ở việc ở trên là Flo nó đảo ganh và để trụ chậm, nên Mark với Showman và cả Richter ấy sẽ sử dụng cái lợi thế ở trên là tới giao tranh sớm hơn, game 5 người mà.
Rioma ở đầu game ấy, nếu chọc chuẩn sẽ khiến cho Flo bị chuẩn tay, áp lực đầu game cũng tốt nên rất là nhiều anh em tin dùng. Với Senna ấy, tuy có thể đánh khá sòng phẳng với Flo, nhưng anh em khi chơi và gặp Flo nói riêng và một số kèo khác nói chung ấy, hạn chế việc là đổi dạng áo cũng như gồng hay là đá chiêu hai tứ nguyệt chạm khi các bạn chưa cầm lặng được Flo. Và đương nhiên nếu gặp một Flo chiêu cuối tốt, Senna khá khó để chơi được khi Flo chủ động chiêu cuối và chơi mình trước. Dạng 6, các xạ thủ nên sử dụng khi có Flo, nên sử dụng các vị tướng chiêu thức thoát ra tầm hoa của Flo cũng như là có sát thương để trả đam và gục ngực Flo. Một số cái tên các bạn có thể lưu ý tới nhà Cafeni, Hayate, Elando, Phoenix. Mấu chốt cho vị tướng xạ thủ đó là chính là giữ vị trí tốt cũng như là tận dụng bờ tường để out khỏi tầm hoa của Flo. Ngoài ra ở trong rank ấy, một số khi các bạn tránh đường hoặc đơn giản là chiến thuật ấy, có thể vác xạ thủ lên đường tà thần. Những xạ thủ như kiểu Van Hết nè, Hayate, Phoenix với tầm đánh vượt trội sẽ khiến Flo cực khó thở ở đoạn đi đường. Về cơ bản ấy, một Flo mua tốt và có chiêu cuối nó sẽ chẳng sợ xạ thủ, nên xạ thủ ấy tốt nhất là giữ vị trí tốt, né cái đợt hoa và né chiêu cuối của Flo đi, sau đó chúng ta mới để trả đam được. Dạng 7, chọn tướng trợ thủ. Ngoài những vị tướng có khả năng áp chế tiên di kể ở bên trên ấy, tướng trợ thủ có khả năng gây ứng khống chế từ xa kiểu là Gidu, Rumbua có tác dụng trong việc bắt lẻ chứ không phải là cover xạ thủ, bởi Flo là ghim chiêu cuối ấy, bảo kê bằng mắt. Ngoài ra tiên di sẽ gợi ý cho anh em một vài con tướng gây theo kiểu khó chịu lớn cho Flo như là giết để hút đồng đội và ao cái nhìn hoa của Flo nè. Rui thì quá dễ hình dung rồi, bởi Flo không có chức nào để ngăn cản thì địch biến về cả. Một điểm nữa là bọn trợ thủ ấy nên là con bài có thể lên sách hỏa đao truyền, phần nào đó là nhờ tầm tay xa để cấu điểm Flo chẳng hạn. Ví dụ tiêu biểu và hợp với ta nhất chắc là Alice rồi, khi cô nàng này đủ cả choáng cầm lặng tăng tổ chạy để né hoa Flo nè, cộng tầm chiêu xa rộng cực kỳ hợp lý có thể lên sách truyền. Vì Flo chiêu cuối miên không chế nên rất là khó cho anh em muốn bảo kê chủ lực được. Bọn áp chế như kiểu Aether, Arumbadum thì vẫn hiệu quả nhất thôi. Dạng 8, hạn chế pick tướng khi kẻ địch có Flo. Khi kẻ địch có Flo, anh em hạn chế không nên pick các vị tướng lù đù nè, ít sát thương vì sẽ dễ dàng trở thành nơi tầm múa của Flo và khả năng hồi phục quá đỉnh. Ví dụ như là Aether nè, Skurd, Toro, Malok, Tachi, Mina. Các xạ thủ nhá, anh em hạn chế pick các vị tướng quá kém cơ động nếu team của mình không cover nổi, như là Serica nè, Lavi hay kể cả là Vio, Thorn, Zone. Nếu để Flo tìm được và ghim chút cuối ấy, rất là khó để chạy thoát. Thứ hai, trang bị những món đồ khả năng tạo giáp ấy không quá nhiều tác dụng bởi Flo chơi sang chuẩn cơ. Nếu các bạn lên nhiều máu ấy thì Flo lại chặt theo phần trăm máu, máu càng nhiều chọc càng đau, thế chết dở không chứ. Nên mấy cái món đồ dạng kiểu là thuấn thạch nè, găng hay crep khi nó truyền hay là đồ búp giáp trợ thủ ấy sẽ khá vô dụng. Các món đồ giảm hồi máu nhà đao và sách trồn mới là chân ái và phải có, sẽ giúp giảm đi khả năng hồi phục của Flo. Các đồ trợ thủ để cân nhắc sử dụng đó chính là đồ hóa giải khống chế và đồ soi mắt nhá. Đồ giải ấy có tác dụng cho anh em biết rồi, đó chính là hóa giải khả năng khống chế Flo đi. Còn khi bạn lên mắt soi, tác dụng lớn nhất đó chính là giúp tăng 40% tốc chạy đồng đội hoặc anh em vận dụng để phần nào đó kéo giãn khoảng cách với Flo. Các xạ thủ để lựa chọn combo nhà huyết kiếm nè, tung tà ma hoặc là giáp hồi sinh liền ở mình để thể ao nhây Flo kiểu Flo mà tung hoa trượt ấy, hoặc là anh em tốc biến được né cú đâm trước cuối để trả đam lại ngay. Vì Flo cả hiệu ứng khống chế và sát thương, nó không phải là kiểu sức đam châm nhoáng như là bọn khỉ hay là Suka. Các pháp sư có thể lựa chọn sớm nhà cầu băng xương vì trang bị này không chỉ để ao Flo mà còn rất nhiều vị tướng khác. Thứ ba, lối chơi. Đối với các đường ở đoạn đầu trận nhá, anh em nên ôm trụ nếu các bạn chơi chất tướng yếu hơn, tránh trao đổi ý thức dẫn đến việc bị Flo hạ gục, đừng để nó xanh sớm, yếu hay gọi team. Kêu gọi đồng đội lên đều thể giảm tải áp lực đè đường và có thể hạ gục hắn ta nếu hắn ta hở hình. Với các vị tướng đấu tanker, ưu tiên dọn lính và đào đường ganh của team thay vì các bạn cố gắng solo kill. Còn xạ thủ và pháp sư nên đánh và di chuyển cẩn thận, tránh bị Flo núp bụi bắt đường di chuyển. Ở đoạn giữa cuối trận, khống chế và hạ gục Flo sớm nhất có thể ở trong tranh, tuyệt đối không để hắn ta càn lướt và thoải mái chơi game. Hoặc là các bạn không hạ gục được sớm ấy thì phải giữ chân để Flo không lao lên được tuyến sau. Rì ở trước nếu Flo di chuyển hơi nhé. Anh em nên đẩy đường cao, tạo áp lực thủ đường để Flo và đồng đội bọn nó phải về thủ đường, tránh hỗ trợ và đi gank nơi khác. Sự thành công của một game đấu là chiến thuật của cả team. Anh em có thể thọt soi Flo, có thể thua đường Flo, nhưng kết quả team mình thắng vẫn là điều quan trọng nhất. Như vậy, TNG đã giới thiệu cho anh em một vài phương án có thể hạn chế sức mạnh của Flo. Bởi một vị tướng thuần kỹ năng và thậm chí ở tầm kỹ năng cực cao ấy, nên đôi khi ngay cả việc anh em muốn khắc chế nó cần một cái tầm kỹ năng nhất định cũng như sự phối hợp của cả team. Tuy nhiên lý thuyết ấy thì cũng chỉ là lý thuyết thôi, vì với một Flo có người yêu cộng thêm một con Aiza trên đầu ấy thì anh em nếu chỉ có một hoặc hai thằng ấy thì họ cảm đắng mắt. Cũng như là các bạn ghét Flo quá ấy, thì cách lựa chọn là chỉ là trực tiếp cấm nó là hiệu quả nhất. Như TNG từng nói đó, Flo mà không biến múa ấy thì khỏi khắc chế, còn Flo mà quá bét ấy thì mọi rào cản trở nên vô dụng. Đó là sức mạnh của một tướng kỹ năng khi bạn đi đơn nhé.